Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi hả? Mày quên đúng không? Hả? Mày làm mày... gì con gái tao thế hả? Tao phải chết mày. Chết mày. Mẹ, con xin mẹ. Mẹ đừng đánh con nữa. Mẹ. Thương hả con? Dạ vâng con này ạ. Ừ, thế con có khỏe không? Ờ. Giờ này con khỏe mẹ ạ. Con đang ở nhà hay làm gì đấy? À vâng, con đang ở nhà mẹ ạ. Thế công việc ở này có tốt không? Và chồng con đi dạo này nó thế nào rồi? À, công việc thì cũng ổn. Chồng con dạo này anh thay đổi rồi. Anh không còn điệu trẻ cờ bạc nữa đâu ạ. Thế là mừng rồi. Mẹ bảo này, mẹ đang đi sang thăm hai vợ chồng con một tí. Con ở nhà nhá. Thôi thôi không cần đâu mẹ ạ. Nắng nôi thế này mẹ qua làm gì? Thôi mẹ nhá, lúc khác nói chuyện mẹ nhá. Mẹ gần đến nơi rồi. Thương. Chó này. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi hả? Sao mày lại lấy tiền của tao đi cho người khác hả? Tôi chả là đúng mà, đấy là tiền công người tao gì nữa. Mày cãi à? Ngẩng mặt lên. Ngẩng mặt lên. Tao nói cho mày biết, tao nhắc với mày trên dưới một lần là cấm được động đến tiền của tao và động đến công việc của tao. Mày quên à? Hả? Mày quên đúng không? Mày quên đúng không? Hả? Mày quên đúng không? Hả? Mày quên à? Tao nhắc cho mày nhớ nhá. Thằng khốn nạn kia. Mày làm mày... gì con gái tao thế hả? Con có làm gì đâu. Mày đánh con gái tao gì? Tao sẽ đánh mày. Tao đánh chết mày. Mẹ ơi. Chết mày. Mẹ, con xin mẹ. Mẹ đừng đánh con nữa. Mẹ. Mẹ con xin mẹ. Con xin mẹ. Mẹ đừng đánh nữa. Con đau lắm, con không chịu được đâu ạ. Mày không chịu được? Thế mày nghĩ con gái tao chịu được à? Mà mày ra tay với nó, hả? Con... Tất cả là tại cô ấy ạ. Con bảo đưa tiền cho con để làm ăn, cô ấy không chịu đưa, nên con mới bực. Anh đừng có mà nói dối. Mày nghe cho rõ đây. Ngày hôm nay tao sẽ đưa con gái tao đi. Tao không thể để con tao sống với một cái thằng chồng vũ phu đốn mặt như mày. Không được đâu mẹ. Hai vợ chồng con còn có hợp đồng làm ăn chưa xong mà. Mày còn dám mở mồm nói đến hợp đồng à? Hả? Tao nói cho mày biết nhá. Ngày hôm nay không vì con gái tao ấy, tao đánh chết mày rồi. Mày lại còn mở mồm nói đến hợp đồng à? Mày đừng tưởng là tao không biết mày ở bên ngoài làm những việc xấu xa như thế nào. Lừa đảo rồi á, nợ nần chồng chất, bắt tội con gái tao phải khổ theo mày. Con chả làm gì sai cả. Sai hay không ấy, tự vấn lương tâm của mày. Còn ngày hôm nay tao phải đưa con gái tao đi. Mày không xứng đáng với nó. Được, đồng ý cho mẹ đưa con gái mẹ đi. Nhưng mà trước khi đi, hai mẹ con mẹ phải đền hợp đồng cho con đã. Rồi muốn đi đâu thì đi. Vậy mày có cần tao phải tố cáo ngược mày không? Hả? Cái tội mày lừa đảo chiếm đoạt tài sản cá nhân, cái tội bóc lột sức lao động của người khác, và cả cái tội bạo hành phụ nữ nữa. Nào, nói đi, trả lời đi, tao tiếp chiều mày. Thôi mẹ, con biết con sai rồi, mẹ đừng nói nữa. Đi thôi con. Loại đàn ông khốn nạn như thế này không xứng đáng với con đâu. Đi về với mẹ. Mẹ, cho con suy nghĩ lại đi mẹ.